À, xin chào các bạn, à, hôm nay là ngày 2 tháng 10 à, Có nhiều tin tức về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump Như chúng ta đã biết và việc như chú đã đưa tin là Tổng thống Donald Trump Và vợ đã nhiễm Covid-19 vào tối hôm qua ngày 1 tháng 10 Và hôm nay thì theo thông báo của Nhà Trắng Thì Tổng thống Trump đã có những biểu hiện của ban đầu của Covid-19 à, Cùng lúc đó thì... À, à giới chính trị Mỹ cũng quan ngại việc ông Biden sẽ có thể có nguy cơ bị, bị nhiễm khi mà có cuộc tranh luận vào thứ ba vừa rồi với tổng thống Trump khi mà có có nhưng mà ở cuộc tranh luận đó thì giữa ông Trump và Biden đã giữ khoảng cách cho nên uh, vừa thông uh, thông cáo báo chí vừa uh, vừa uh, vừa mới ra thì tổng th uh, ứng cử viên tổng thống là cựu phó tổng thống ông Joe Biden và bà vợ là bà Jill Biden đã có kết quả là âm tính với Covid 19 chín. Dù, dù như thế nào thì ủng hộ hay không ủng hộ ông ông Trump và ông Biden thì ông, ông Trump và ông Biden là hai hai lãnh đạo của nước Mỹ thì là một người Mỹ thì chúng ta cầu chúc cho, cho ông Trump à sức khỏe à, có thể hồi phục vì à, tình hình sức khỏe của ông Trump sẽ ảnh hưởng đến à, nước Mỹ về tình, tình hình chính trị kinh tế cũng như là tình hình của thế giới. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho ông à, sớm được hồi phục cũng như là những lãnh đạo của Hoa Kỳ phải có những sức khỏe để để điều hành đất nước. Trong trường hợp một số người hỏi uh, Vũ là trong trường hợp mà tổng thống uh, không có thể điều hành được thì như thế nào thì theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì uh, nếu mà tổng thống Donald Trump nếu mà có uh, có tình hình tệ hơn á thì uh, mà không có thể điều hành được thì uh, ông uh, phó theo hiến pháp thì ông phó phó tổng thống là ông Mike Pence là sẽ lên uh, uh, điều hành uh, giúp cho tổng thống trong, trong theo biến pháp trường hợp mà phó tổng thống cũng có vấn đề về sức khỏe thì à, người người thứ ba sẽ là chủ tịch hạ viện là bà chủ tịch hạ viện là bà Nancy Pelosi à, sẽ là người à, điều hành nếu mà tổng thống và phó tổng thống à, không à, không có đủ sức khỏe để điều hành đất nước về vấn đề về bầu cử à, nếu mà tổng thống không không đủ sức khỏe và có một vấn đề gì đó về sức khỏe mà không thể à, tiếp tục ra ứng cử thì à, đương nhiên đảng cộng hòa sẽ đưa ông mike pence là, đang là phó tổng thống của đảng cộng hòa để ra tranh cử với đảng dân chủ còn à, nếu mà bên đảng dân chủ ông biden là ứng viên hàng đầu bây giờ là đại à, diện do đảng dân chủ có sức khỏe mà không có tốt thì dĩ nhiên là à, đại gia chủ sẽ ứng ứng cử ra một vị trí khác chứ chắc là bà bà chứ chắc là bà Kamala Harris sẽ được ứng cử mà có thể những những ứng cử viên khác như nhiều người rất là uh, nổi tiếng của đại gia chủ như ông thậm chí là ông Andrew Cuomo thống đốc của bà tiểu bang New York cũng có thể là được nhân chủ ứng ra ứng cử ra vị trí tổng là uh, việc tổng thống chẳng may mà ông Joe Biden có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe chẳng hạn Anyway, đây là một số tin tức của Hoa Kỳ vào sáng hôm nay ngày 2 tháng 10 và cầu mong cho sức khỏe của tổng thống à, Donald Trump sớm hồi phục để đi hành đất nước và cũng như vào à, chuẩn bị cho chuột cái cuộc tranh luận lần thứ hai và thứ ba trong trường hợp mà à, sức khỏe của ông không kịp hồi phục thì có thể là có thể là cuộc debate lần thứ hai và thứ ba vào ngày 15 tháng 10 và ngày 22 tháng 10 có thể hủy bỏ thì lúc đó cũng là yếu tố than chốt có thể là à, những những cái ban mà than chốt có thể sẽ mà rất khó mà ông Trump có thể nắm bắt được cơ hội để đi à, vận động cho mình và cái cái cơ hội mà ông thắng cử rất là rất là khó hiện giờ tỷ lệ thắng cử của ủng hộ của hai ứng cử viên sau cuộc debate à, tranh luận theo À, tất cả các à, kênh truyền thông của Mỹ từ à, Fox News, CNN đến những cái đại diện khác thì tỷ lệ ủng hộ của ông Biden vẫn giữ từ à, trên lệch hơn ông hơn tổng à, thống trong từ 3 đến à, 11%. phần trăm. Ok đó là những tin Hoa Kỳ ngày hôm nay à, chúc mừng à, chúc à, các bạn sức khỏe xin cảm ơn. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh Việt Di Chú và theo dõi những tin tức mới nhất nha. Cảm ơn các bạn.